công ty chúng tôi có, hoặc là cái web PA marketing của tôi, cái web PA marketing của tôi thì người ta tìm là khóa Facebook hay cái gì ấy. Tất nhiên không phải từ khóa nào bạn cũng có khả năng lên, bởi vì thị trường này là sao, đầy dẫy sự cạnh tranh và khốc liệt. Bạn mà lên được tất cả những cái từ khóa như thế thì tôi xin nói với các bạn là bạn giàu ngũ và không cần phải cúng cụ mà bạn vẫn giàu ngũ. Bởi vì chỉ cần cúng Facebook với cúng Google thôi. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Một ngày bạn có bao nhiêu truy cập vào website thì 10% số đấy sẽ trở thành khách hàng. Thế bạn tính đi, YouTube, vâng, em mở cho tôi trang YouTube của tôi ra. PA, youtube.com, search PA Marketing. Đó. Tìm PA Marketing, đúng rồi. Rồi, thấy rồi đấy ạ. Rồi. Đấy, mọi người đã thấy ạ, trên này tôi đang có 268 video. Tất nhiên các bạn sẽ thấy lượt xem không nhiều, khoảng độ có một vài video khoảng được 100.000 lượt xem. Bởi vì đây không phải là video ca nhạc, đây không phải là trailer phim, ok? Đây chỉ là ví dụ bạn cần bán hàng trên livestream, bạn sẽ tìm là bán hàng trên livestream thì gặp tôi. Bạn xem bạn thấy hay quá, bạn comment thầy ơi hay quá, em muốn thầy tư vấn, thế là tôi có tiền. Đúng không? Tôi có đang bán hàng không ạ? Các bạn không? Có thấy là tôi có đang bán hàng không ạ? Tôi có cần phải đi tìm khách hàng không ạ? Không. Tôi bán hàng không cần phải đi tìm khách hàng. Tất nhiên, tôi không thể giàu được theo cách mà cứ ngồi đấy mà đợi các bạn đến. Nhưng cách đấy sẽ giúp các bạn không bao giờ chết đói. Trên Facebook của tôi vẫn nói đùa là đã cơ bản là đã xóa được đói, nhưng mà chưa giảm được nghèo. Ở đấy, cơ bản là tôi đã xóa được đói nhưng mà chưa giảm được nghèo, cái này phải nói thật với anh chị. Bởi vì giàu bây giờ thu nhập bọn nó phải 1 tỷ một tháng. Đấy, chứ thu nhập 1-200 triệu là vẫn thuộc dạng là nhà nghèo. Thế các bạn sẽ ngồi bên dưới và bảo thế em là thu nhập 10 triệu là em là thuộc loại gì đúng không? Loại đấy không xếp hạng. Bởi vì sao? Cái loại đói nghèo nó đã là 100 triệu rồi. Thì cái loại 10 triệu là không xếp hạng nhé. Gặp tôi và sẽ phải tăng thu nhập. Đấy, kiểu như thế. Bạn có nghĩ rằng làm kênh như này mất thời gian không ạ? Ai nghĩ rằng mất thời gian như này? Cực kỳ mất thời gian. Thế nhưng không làm thì không có doanh số, không có bán hàng. Lúc bạn tôi, bạn Trương Ngọc Mai là bạn tôi. Đấy, cùng tuổi, học cấp 3 cùng đấy ạ. Đấy đó. Làm một cái video giới thiệu một sản phẩm ngấm chai. Lý do là chồng, bố chồng là công tác ở Nga. Đấy thì cứ lấy nấm ở bên Nga về đưa cho con dâu bán. Con dâu bắt đầu quay video hướng dẫn sản phẩm này có tác dụng này, sản phẩm này có tác dụng kia, đưa lên YouTube. Thế thì nấm chai các bạn không biết đó là cái gì, nhưng vô tình hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn nấm chai đúng không ạ? Về nhà các bạn search nấm chaga là gì, ra kênh YouTube của bạn ấy, thấy bạn ấy giới thiệu hay quá và bạn lại là dược sĩ nhá, bác sĩ nhá, thế là mình sẽ có độ tin cậy đúng không ạ? Và mình thấy rằng ồ, mẹ mình, bố mình hoặc là mình đang bị men gan cao, đang bị mỡ máu, đang bị tiểu đường, ví dụ thế, thì thấy bác sĩ người ta nói nấm này có tác dụng, alo cho em một cân, thế là có đơn hàng. Không, thực tế hiện nay người ta đang bán hàng cho khách như vậy. Và tôi tin rằng rất nhiều người đang ngồi đây không có kênh YouTube, không có website, đúng không ạ? Không có người hỏi email, không có người truy cập vào Facebook, fanpage không có, không biết chạy quảng cáo. Rất nhiều người chưa từng livestream, thậm chí không biết livestream là gì. Ok? Còn tất nhiên mình có thể nghe ở đâu đó có những chuyện như thế nhưng mình chưa từng làm. Và mình làm, mình cũng lại chưa từng thành công. Bạn làm một cái kênh YouTube này, tôi nói với các bạn nghe, mất cực kỳ nhiều thời gian. Nhưng đừng làm giống tôi, bởi vì kênh của tôi làm, và tôi khẳng định với các bạn, kênh của tôi làm là một kênh rất chuyên nghiệp.
Trên thị trường có rất nhiều những cái kênh đào tạo miễn phí như này, nhưng họ chỉ quay màn hình nói ba lăng nhăng kiểu kiểu vậy thôi. Bạn muốn người ta thu hút, bạn phải làm rất đầu tư về chất xám, về nội dung và về hình ảnh. Có thể chuyển sang một cái video khác mà cái video mình biên tập chuyên nghiệp không ạ? Vẫn là ở kênh nhưng mà mình sẽ chuyển sang một cái video khác mà chúng ta biên tập rất chuyên nghiệp đấy ạ. Vâng, có đồ họa đấy ạ. Không phải ạ, cái này vẫn là live stream ạ. Vâng, đấy là kế hoạch đấy ạ. Các bạn thấy không ạ? Các bạn làm miễn phí ạ, nhưng phải tốt hơn người khác. Google, tất cả mọi thứ Google đều miễn phí, nhưng mà doanh thu của Google làm sao? Đứng đầu thế giới. Bạn dùng Gmail có mất tiền không? Bạn thì dùng tìm kiếm có mất tiền không? Về nguyên tắc bạn phải trả tiền chứ. Nhưng tại sao không mất tiền mà vẫn có doanh thu? Facebook, bạn dùng tài khoản của họ có mất tiền không? Không đúng không ạ? Không hề. Bây giờ nó có một cái mô hình người ta gọi là miễn phí nhưng mà doanh thu lại rất nhiều. Nên nếu như các bạn nghe thấy tôi nói rằng là có hội thảo miễn phí, có lớp học miễn phí thì đừng nghi ngờ và hãy đến thật nhanh. Đúng không ạ? Bởi vì cái thời mà các bạn nghĩ rằng trên thế giới này không có gì là miễn phí, nó không đúng đâu ạ. Bởi vì mô hình của người ta sẽ nói là gì? Là người ta sẽ kiếm tiền bằng cách khác. Các bạn thấy hầu hết các nền tảng mà miễn phí bây giờ đều có doanh thu rất lớn. Và người ta kiếm tiền bằng cách khác, bằng quảng cáo chẳng hạn, đúng không ạ? Hội thảo như thế này chúng tôi tổ chức ra có mất tiền không ạ? Các bạn không mất tiền đi học, chúng tôi phải bỏ chi phí. Nhưng chúng tôi sẽ kiếm tiền bằng cách khác, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ kiếm tiền bằng cách khác. Đấy là một cách để chúng ta gọi là xây dựng mô hình kinh doanh. Ok. Như vậy nhé. Các bạn hiểu cái niệm bán hàng đa kênh, tức là đa là nhiều. Kênh là kênh bán hàng, là mình phải sử dụng nhiều kênh bán hàng cùng một lúc. Nhiều kênh. Chia theo mà gọi là khoa học một tí thì sẽ có kênh online và kênh offline. Đấy, kênh online là những kênh trực tuyến, kênh offline là những kênh truyền thống không liên quan đến trực tuyến. Thí dụ đối với một sản phẩm về thuốc, đúng không ạ? Bạn có thể bán trên website, bạn có thể bán trên Facebook, ok. Và bạn có thể bán trong hiệu thuốc. Thì hiệu thuốc được đánh giá là một kênh offline. Bạn bán ở bệnh viện, thời trang, bạn có mở showroom, bạn mở shop, bạn mở store, bạn mở department, đúng không ạ? Đấy là kênh truyền thống. Nhưng trên web, bạn có một web, thì đấy là kênh online. Bạn chạy Facebook, rồi bạn chạy Facebook rất nhiều, bạn làm YouTube giống tôi, bán thời trang bạn làm YouTube như thế nào? Bạn có thể trở thành một stylist. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn là tối nay tôi có một cái bữa tiệc đi sinh nhật bạn, đúng không ạ? Tôi sẽ giới thiệu các bạn cách make up, cách là ăn mặc, chọn lựa váy như thế nào để mình đi. Các bạn có thấy là người khác sẽ cần kiến thức đó không ạ? Và khi đó người ta xem bạn, người ta thích bạn thì người ta sẽ mua hàng của bạn. Đấy là cách mà hiện nay thế giới đang bán hàng. Tôi làm cố vấn cho thương hiệu Bilskin của Hàn Quốc, chủ người Hàn Quốc nha. Họ bán một cái thỏi son, đi chào tất cả các đại lý, nó mua, nó bảo là cái thương hiệu này mới, khó bán, nó mua. Điều đấy đúng hay sai? Đúng ạ. Bây giờ ví dụ như Chame là một công ty, các bạn biết Chame là một công ty mà bạn Hồ với bạn Kiều Anh mà sản xuất thuốc giảm cân của Thái Lan và Hàn Quốc, cấp cho rất nhiều các hot girl bán hàng trong 4 năm trở lại đây, nhưng không một ai biết công ty Chame. Bởi vì đơn giản họ chỉ là nhà sản xuất, họ đứng đằng sau. Tất cả những sản phẩm các bạn dùng có thể tên là Phan Anh, có thể tên là Ngọc Hoa, có thể tên là gì đó, do các đại lý hoặc là các nhà phân phối họ là gì? Tự đặt hàng. Hiểu không? Người ta gọi là mô hình OEM. Giả công. Tôi có sửa may,
chị ra nhãn hiệu thời trang của chị, hiểu không? Không có mạng.